Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ nói về những bản tin khá là đa dạng và nhiều vấn đề đang nổi bật mà các quý vị đang chú ý. Và Nguyên đi vào ngay lập tức bản tin thời sự nóng bỏng. Tình trạng các vị cũng biết là cuộc chiến tranh Ukraine. Hiện bữa nay Nguyên mới vừa mở cái iPad lên là Nguyên nhận được 3 bản tin khá là lo lắng cho Ukraine. Chúng Nguyên nói là tướng lãnh của Ukraine đã báo động cho thế giới biết là tình trạng của Ukraine ở những cái nơi giao tranh đang gặp khó khăn vô cùng. Kẻ địch bị tổn thất nặng nề nhưng số lượng binh sĩ của họ quá đông và pháo lực của họ quá mạnh. Đặc biệt là họ sử dụng những loại vũ khí cấm mà Nguyên đã có cập nhật. Đó là những cái vũ khí ga, cái chất ga và chất độc. Làm cho hiện bây giờ lực lượng của Ukraine không thể cầm cự được. Trong Nguyên nói Ukraine đã báo động, không thể cầm cự được. Ngay lập tức tờ báo New York Times đã báo động cho Hoa Kỳ. Hiện cách đây không lâu, lúc mà chúng ta làm chương trình đó, họ đã báo động cho Mỹ và kêu Mỹ phải ngay lập tức phải có hành động cụ thể về cái gói trợ cấp. Và cũng không lâu thì Nga mới vừa công bố, chắc Nguyên nghĩ là khoảng tầm một tiếng rưỡi đồng hồ, Nga mới vừa công bố chiếm được một ngôi làng ở gần khu vực Kharkivka. Nói chung, hiện bây giờ nó đang rối bời ở tại khu vực giao tranh, Nguyên cũng không rõ lắm, vì Nguyên không có thời gian đi điều tra. Các vị cũng biết là Nguyên mới vừa làm chương trình mà. Nguyên muốn điều tra như vậy thì Nguyên phải mất ít nhất là 3 tiếng để mà đi tìm kiếm thông tin, để tìm hiểu cụ thể bản tin nó như thế nào, tình trạng khẩn cấp ra sao, phải liên lạc và có những người nào đó họ gửi thông điệp, thông tin cho chúng ta rõ hơn. Chứ bây giờ thì Nguyên chỉ có biết những cái bản tin chớp nhoáng như vậy thì Nguyên cũng không khẳng định được cái điều gì. Nhưng nói chung là tình trạng của Ukraine ở trong một cái giai đoạn khó khăn vô cùng. Đặc biệt là sau những cuộc tấn công của Nga rất là nhiều vào những thành phố Kharkiv, và Nga vẫn tiếp tục ùa lên với những cái xu hướng vì Nga không muốn cho Ukraine xây thành công cái phòng thủ vững chắc. Vì cái mức phòng thủ của Ukraine đang xây sau lưng cuộc giao tranh. Nói chung tình trạng đang khó rất là nhiều. Để cho các quý vị nắm rõ, nếu ai yêu mến Ukraine thì chúng ta biết được cái tình trạng nó là như vậy. Của chú và anh chị em. Và chúng ta không có gì hơn ngoài cầu nguyện Thượng Đế thương xót cho đất nước Ukraine. Và có một cái phép màu nào đó nó sẽ diễn biến ra và để cho, một là NATO quyết đoán đối đầu với Nga trực tiếp, hai là châu Âu và NATO gửi những vũ khí hàng mặt, thí dụ là hỏa tiễn tầm xa, hệ thống Patriot, những loại vũ khí mà châu Âu và NATO vẫn còn chưa có gửi. Nếu mà gửi thì có thể thay đổi tình trạng hiện bây giờ. Đó là bản tin nho nhỏ của Ukraine và Nguyên muốn bổ sung vào đầu chương trình. Khi lúc đó, Mỹ thì đang nhức đầu, không biết cách nào giúp đỡ Ukraine cho hài lòng cho hai đảng. Cuộc chiến tranh vẫn đang làm châu Âu đang kêu gọi, tha thiết, kêu Hoa Kỳ giúp đỡ. Mỹ còn phải có những gánh nặng khác, đó là vấn đề Do Thái. Thì Mỹ không biết chừng nào Iran tấn công, nên là Mỹ đã điều hàng không mẫu hạm của mình áp sát ở gần Do Thái để bảo vệ. Ngày hôm nay Tổng thống Joe có lời phát biểu sau đây: chúng ta sẽ yểm trợ Do Thái, bảo vệ Do Thái, và sự răn đe và sự tấn công của Iran sẽ thất bại. Iran sẽ hứng chịu sự thảm bại nếu tấn công vào Do Thái. Đây là lời răn đe của Mỹ. Mỹ đã điều hàng không mẫu hạm của mình để bảo vệ Do Thái nếu tên lửa của Iran tấn công. Khi lúc đó Mỹ đã nghe nguồn tin là Iran đang điều động khí tài quân sự trên 100 quả tiễn. Tin đồn từ đâu? Tình báo CIA của Mỹ biết hết, cho rằng đang điều động cả 100 quả tiễn hướng về Do Thái và có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nên Mỹ phải ra đòn răn đe trước bằng cách Mỹ điều động khí tài quân sự để mà yểm trợ cho Do Thái trong lúc này. Thì các quý vị thấy không, ông Mỹ cũng khó lắm. Vấn đề Ukraine thì chưa giải quyết xong thì vấn đề Do Thái. Mà cái khổ là Do Thái Mỹ không giống như vấn đề Ukraine, vì Do Thái là đồng minh thân cận. Có bác nói là thân cận nhất là Anh Quốc, đúng, bác nói đúng, thân cận nhất là Anh Quốc. Nhưng mấy bác quên một điều là Anh Quốc không có tầm ảnh hưởng đến Hoa Kỳ.
Nếu về nói về lịch sử, nói về nguồn gốc của Mỹ, thì Mỹ và Anh Quốc rất là thân. Có nhiều người Mỹ khi họ qua Anh Quốc, họ giống như họ về nhà họ vậy. Thứ nhất là bởi vì cùng là tiếng Anh, gốc tiếng Anh là từ Anh ra, cùng gốc tiếng Anh mà là từ Anh ra, là đầu tiên nhất là cái ngôn ngữ, nó là cùng một ngôn ngữ. Thứ hai, nó có nhiều cái nét văn hóa chung giữa Mỹ và Anh Quốc. Và chúng ta nếu mà coi về lịch sử của Mỹ thì Anh Quốc cũng đã điều hành một phần diện tích đất đai ở Mỹ một thời gian rất là dài, nên có nhiều nét nó giống nhau. Nhưng Anh Quốc không có tầm ảnh hưởng chính trị ở tại Mỹ, nhưng Do Thái thì có. Lý do ít có ai biết tại sao Mỹ lúc nào cũng bảo vệ Do Thái. Tại sao vậy? Tại sao Mỹ không buông bỏ Do Thái? Tại sao Mỹ đã đầu tư cho Do Thái lấy lại nước? Vì cho Nguyên nói, vì Do Thái giàu, phần lớn mấy ông tỷ phú, phần lớn mấy ông tỷ phú liên quan đến Do Thái, phần lớn nhà băng liên quan Do Thái, mà những cái ông tỷ phú đó phần lớn là ở Mỹ, phần lớn ở Mỹ, và mấy ổng đã có liên quan đến chánh trị của Hoa Kỳ rất là sâu sắc, nên ảnh hưởng của Do Thái nó ảnh hưởng trực tiếp đến chánh trị của Mỹ ở trong đất nước. Cũng giống như Pháp và Mỹ bang giao rất là tốt, nhưng mà Pháp không có đủ khả năng tác động chánh trị của Mỹ, nhưng Do Thái thì có. Nên lý do và tại sao Mỹ lúc nào cũng yểm trợ Do Thái, vì cái tầm ảnh hưởng về trong chánh trị trong đất nước Mỹ nó rất là lớn, các quý vị, rất là lớn. Cái đó là bí mật của Mỹ. Tất nhiên nó có nhiều cái thuyết âm mưu mà Nguyên không phải là chương trình này mà chúng ta cần thiết phải mổ xẻ cái thuyết âm mưu đó. Những cái tổ chức bí mật, nó không phải là chương trình chúng ta đi thám hiểm bí mật của Hoa Kỳ. Nên là bữa khác nếu các quý vị muốn thích thì Nguyên sẽ làm một cái chương trình đặc biệt dành tại sao Mỹ lại ủng hộ Do Thái như vậy, để cho các quý vị thấy rõ được rằng là cái sự việc giữa Mỹ và Do Thái nó có một cái liên kết ngầm rất là sâu đậm. Để bây giờ thì cho Nguyên tiếp tục cái tình trạng ở tại Trung Đông. Khi lúc đó Iran chưa tấn công thì Hezbollah đã tấn công 12 cái quả tiễn vào Do Thái. Hezbollah đã khởi đầu cuộc chiến 12 cái quả tiễn vào Do Thái rồi bữa nay. Có nghĩa là bây giờ thì Iran chưa, nhưng mà Hezbollah đã chuẩn bị. Và có thể đây là cái mồi lửa khởi đầu cho cái cuộc xung đột trong những ngày kế tiếp. Cái điều đó là cái điều đáng lo các quý vị. À, đáng lo. Đó là Mỹ cuối cùng dưới dưới Ukraine thì Mỹ có thể từ chối viện trợ, Mỹ có thể không gửi binh sĩ, Mỹ không. Nhưng đối với Do Thái, Mỹ không làm gì được. Và Mỹ sẽ bị trói buộc trong cuộc chiến này. Cuộc chiến Trung Đông mới bắt là trời, Iran nó không dám đâu, Iran nó không dám đâu. Nguyên không biết Iran có dám hay không, nhưng bảo đảm với các quý vị là Iran bị người ta xúi giục. Ông Trung Quốc xúi giục mày cứ quýnh đi, tao lo. Nghe nó kêu mày cứ quýnh đi, tao yểm trợ. Iran bây giờ bị người ta xúi giục sau lưng, mà Iran đã bị leo lên lưng cọp, mà nếu mà không quýnh để mà gỡ lại mặt mũi của mình, khi mình đã đe dọa quá nhiều thì người ta sẽ không không ai coi mình ra gì nữa hết. Bây giờ đó, Trung Quốc họ nói đánh đi, kinh tế anh lo cho, nghe đánh đi, tao viện trợ cho, bao nhiêu đó thôi cũng đã mệt rồi. Nên là Mỹ đợt này Nguyên nghĩ năm nay các bác là phải nói là Nguyên nói cái điềm nghe, mình không có tin gì đâu nha. Cái nhật thực vừa qua đó nó là gửi một cái dấu hiệu cho nước Mỹ sẽ có sự thay đổi lớn. À, để Nguyên làm thầy bói cho đó, nước Mỹ nước Mỹ vào tháng 11 sẽ có sự thay đổi lớn. Ồ, sao Nguyên nói hay vậy ta? Tháng 11 bầu cử mà. Nước Mỹ sẽ có cuộc thay đổi lớn, lớn rất là nhiều ở nước Mỹ, sẽ thay đổi rất là nhiều đời sống của người Mỹ trong thời gian sắp tới. Mỹ có thể vượt qua khỏi cái khó khăn trước mắt này hay không, về chính trị nội bộ và chính trị ngoại giao đất nước có qua được hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng tình trạng Mỹ khá lo đó nha. Và bây giờ bản tin nóng thứ nhất, Kim Jong Un đã họp khẩn cấp với quân đội, nói với quân đội sau đây: chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc chiến, mà đây không phải là chuẩn bị cho một cuộc chiến bình thường, nó không phải là chiến tranh, mà chúng ta phải đưa ra biện pháp thắng 100%. Đây không phải là một cuộc chiến đánh cho nó có,
và đánh tạo ra nó có, mà phải tạo có một chuyến, một cuộc chiến 100% chiến thắng. Để cho các quý vị, mấy ngày hôm nay Nguyên nói rất là nhiều về vấn đề Nam Hàn và Bắc Hàn đúng không? Và tình trạng như thế nào, và báo của Bắc Hàn đã chia sẻ cái lời phát biểu của Kim Jong-un ra cả thế giới. Có nghĩa là Bắc Hàn đã sẵn sàng cho cuộc chiến và kêu gọi binh sĩ phải tính ra bài toán thắng 100% rồi chúng ta sẽ đánh. Nguyên nói thật, giữa Bắc Hàn và Nam Hàn cái cuộc chiến nó chỉ đang tạm thời, nó yên bình, lắng đọng, nó có thể khơi dậy bất cứ lúc nào. Với cái tình trạng thế giới ngày hôm nay, Mỹ đang bị trói buộc. Mỹ mà có thể bị trói buộc ở tại Trung Đông lâu dài là Nam Hàn nguy hiểm vô cùng. Mỹ mà không còn đủ khả năng bảo vệ Nam Hàn khi lo cho Thái không, thì là Kim Jong-un sẽ lợi dụng thời cơ liền. Kim Jong-un bây giờ là ghen ăn tức ở của Nam Hàn, đất nước phát triển, còn đất nước mình cai trị nghèo nàn. Kim Jong-un bây giờ là nó giống Việt Nam mình ngày xưa vậy đó, y hệt Bắc Nam xưa vậy nhau. Người Nam Hàn bây giờ họ sống rất là yên bình, nhưng sự yên bình họ được bao lâu thì Nguyên không chắc. Không bao lâu thì không chắc, các quý vị. Kim Jong-un đang có ý định, thấy tình trạng thế giới hỗn loạn, Kim Jong-un có thể thống nhất đất nước đó, cái dùng chữ thống nhất đó. Kim Jong-un có thể thống nhất đất nước trong cái giai đoạn mà Mỹ đang trói buộc. Và Nguyên nghĩ là ai cũng đang muốn Mỹ trói buộc ở tại Trung Đông hết. Và Mỹ trói buộc ở Trung Đông thì có nhiều người vui lắm. Trung Quốc vui, Nga vui, và cả luôn Kim Jong-un cũng rất là vui. Kim Jong-un rất là vui vì Mỹ sẽ không còn đủ khả năng chi phối cho hai cuộc chiến, một giúp đỡ Ukraine, hai đối đầu với Trung Đông, thì làm sao ứng phó hết một lượt, làm sao ứng phó hết một lượt đây. Tuy rằng Nguyên đã từng nghe rất là nhiều những tướng lãnh của Mỹ đã từng phát biểu rằng là Mỹ có đủ khả năng tác chiến ba cuộc chiến một lúc, Nguyên có biết thật gì hay không? Ông Việt cũng vui hả? À, chắc chắn ông Việt cũng vui, đúng, Việt Nam vui lắm. Mà Việt Nam mình ngộ lắm, tiền đô thì muốn lấy, bang giao với Mỹ là bang giao hàng đầu với Mỹ đó. Bây giờ nè, hỏi Việt Nam mình ai mà kinh doanh đem cái nguồn tiền cho Việt Nam nhiều nhất, chính là Mỹ. Mỹ là đem nguồn tiền cho Việt Nam nhiều nhất, kinh doanh buôn bán Việt Nam mà nhiều nhất, mua hàng hóa của Việt Nam nhiều nhất, giúp đỡ phát triển Việt Nam kinh tế là nhiều nhất. Nhưng Mỹ xảy ra chuyện xấu gì là mấy ông Việt Nam không vui đâu, Mỹ không hiểu được. Cầm tiền Mỹ thì khoái lắm, nhưng Mỹ cái gì cũng xấu, chỉ có đồng tiền là không xấu thôi, chỉ có đồng tiền là good, good my friend. Chứ bây giờ Mỹ mà xảy ra chuyện gì là mấy báo chí Việt Nam là nó đưa nó cười hả hê lắm, mấy ông Red Bull rồi mấy ông mở diễn đàn, mấy ông nói dữ dội lắm. Các vị có đồng ý Nguyên không? Ngẫu vậy đó, cầm tiền của người ta thì nói dữ lắm, khoái lắm, nhưng mà người ta xảy ra chuyện nhỏ về đất nước của người ta đó, là lúc nào cũng lên bôi nhọ người ta đủ thứ hình thức này hình thức kia. Nhưng ông Trung Quốc kế bên thì chẳng dám nói một lời. Biết sao không? Thằng Mỹ nó xa quá, thằng Trung Quốc nó gần. Giống Trung Quốc á, Trung Quốc cũng vậy. Bác nói đúng, giống Trung Quốc cũng vậy, Trung Quốc cũng y hệt như vậy. Mỹ là xấu đó, vậy nó xấu chỗ gì thì không nói ra được. Mỹ đế nó xấu lắm, nó là bành trướng, nó là muốn xâm lược, nó đủ thứ hết. Mỹ đế cái gì, nhưng mà hỏi bành trướng như thế nào, xâm lược như thế nào thì chẳng có ai ra được một cái câu giải thích nào được hết. Nhưng mà Mỹ lúc nào cũng bành trướng hết. Nó nói chung chung là mấy ông độc tài, mấy ông sợ tự do dân chủ, chứ đơn giản gì thôi. Mấy ông độc tài ông sợ, sợ mà người dân hít thở tự do rồi, giống là chim bị nhốt trong trong lồng mà chim được bay ra ngoài là ui, chim không còn ở trong lồng được nữa, nên mấy ông sợ thôi chứ không có gì hết. Thì mấy ông phải nói xấu như vậy thôi, chứ thực tế thì chẳng có nước nào tốt rồi cũng chẳng nước nào xấu cả. Nguyên nói thẳng một câu đó, đối với Nguyên cái đường lối chính trị nó chẳng có nước nào tốt và xấu, vì tùy theo chính trị của Mỹ là tùy theo ông tổng thống 4 năm, 4 năm mỗi người có cái đường lối riêng nó có phù hợp hay không thôi, chứ mình đâu có thể nói nước Mỹ xấu được. Mình sao đâu có nói nước Mỹ xấu được, thì mỗi 4 năm là có một ông tổng thống mới, có nhiều ông ở 8 năm thì mỗi ông có cái đường lối chính trị riêng biệt, và cái dạch cái đức xu hướng đất nước nó thay đổi không ngừng. Đó là bản tin liên quan đến Bắc Triều Tiên. Một bản tin nho nhỏ nữa liên quan đến Bắc Triều Tiên là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc với phía bên Bộ Ngoại giao của Bắc Triều Tiên đã gặp mặt với nhau.
và có xu hướng xấu. Mới nói là có xu hướng xấu. Thứ nhất là có thể nói theo đánh giá báo của thế giới, đây là cái thời điểm vàng son của hai quốc gia thân thiện với nhau. Mà tại vì người ta không hiểu, không có vàng son gì hết. Giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc nó chẳng bao giờ nó có cái gì mà vàng son đâu. Cái vấn đề bây giờ đó là cái vấn đề mà kêu là báo của nó, báo thế giới, cái nhìn của thế giới về Á Châu chúng ta, Nguyên thấy nó, cái nhận thức về hiểu biết nó còn hạn hẹp lắm. Nó còn hạn hẹp lắm. Cái điều hiện bây giờ Trung Quốc gần xích gần lại Bắc Triều Tiên, không có cái gì ngoài là dụ dỗ Bắc Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc chiến hết. Nếu mà Mỹ, người nói, nếu mà Mỹ bị trói buộc cuộc chiến ở tại Ukraine, ở tại Trung Đông, thì là Trung Quốc sẽ cung cấp tiền bạc, lương thực và vũ khí cho Bắc Triều Tiên liền. Bắc Triều Tiên liền. Cái mục tiêu của Trung Quốc là gì? Là không muốn những cái quốc gia tự do phát triển tốt mà nổi bật. Vì đó nói là có nghĩa là cách cai trị tự do tốt hơn. Bây giờ chúng ta nhìn lại những quốc gia tự do đi, phát triển kinh tế nó như thế nào? Còn những quốc gia độc tài ra sao? Những quốc gia càng nổi bật mà gần Trung Quốc tự do là Trung Quốc không ưa, giống như Đài Loan vậy, không chấp nhận được. Ngày xưa Hồng Kông cũng không chấp nhận được. Và cái điều đó Trung Quốc rất là sợ. Nên là cái sự thân thiện của ngày hôm nay giữa Trung Quốc và Bắc Hàn, chứ hỏi Kim Jong Un có thích Tập Cận Bình hay không? Không. Không. Kim Jong Un vẫn biết mà, vẫn biết cái tầm đe dọa của Trung Quốc. Kim Jong Un mập mập như vậy chứ không, Kim Jong Un rất là khôn chứ không có ngu đâu. Mở trong não gì chứ, tính toán ghê lắm. Kim Jong Un tính ghê lắm. Kim Jong chỉ lợi dụng Trung Quốc mà muốn giật dây chánh trị của Kim Jong một cái là không bao giờ không có cửa. Bắc Triều Tiên lợi hại hơn Việt Nam mình nhiều. Trung Quốc đã giật dây chánh trị gần hết khối Á Châu, nhưng chưa giật được một cọng dây, một cọng lông của Bắc Triều Tiên. Cho các quý vị biết, những ai mà thân Trung Quốc, Kim Jong Un xử tử hết. Tụi bay không phải là người Bắc Hàn, tụi bay đã phản quốc, Kim Jong Un xử tử không còn một người. Cho Nguyên nhắc lại cái thời Covid, cái ông mà đi mua dụng cụ thuốc men của Trung Quốc cho đất nước, mày mua cái gì vậy? Mày phía bên Bộ Y tế mày mua cái gì? Xử cho tao. Kim Jong Un chỉ có xài hai quốc gia thôi, thiết bị y tế, thụy sĩ, đức, còn cái khác thằng nào mua chết cho tao, nhất là Trung Quốc. Đồ Trung Quốc tụi bay mua là tụi bay chuẩn bị không có lớn mới Trung Quốc ở đó đâu. Kim Jong Un khôn lắm. Kim Jong Un biết là cái tầm đe dọa nhất của Bắc Triều Tiên không phải là Mỹ, chính là Trung Quốc. Cái đó là ít có ai biết cái điều đó các quý vị. À, lãnh sự quán của Trung Quốc ở tại Bắc Triều Tiên không có tầm cửa gì đâu. Tới lúc mà thời dịch bệnh, Kim Jong Un đóng biên với cả rạc, thằng nào mà ló qua là bắn thằng đó. Mày Trung Hoa, Trung Quốc người ta không cần biết. Nga các người còn nhớ không? Nga và Trung Quốc là phải đẩy bộ đi về, cho tụi bay đi bộ gì hết. Nga là lãnh sự quán của Nga, lãnh sự quán của Trung Quốc là phải để đồ trên cái gầy xe lửa rồi phải đẩy ra ngoài. Tao không có chở xe, chở ung máy bay gì hết. Tụi bay không có welcome mùa này, về hết cho tao. Như vậy đó, Kim Jong Un người ta nói là ồ, cái thời điểm vàng son không, Kim Jong Un rất là biết. Kim Jong Un đang lợi dụng Trung Quốc để đạt được những mục tiêu mà Trung Quốc cũng cần Bắc Triều Tiên để có một cái liên minh mạnh mẽ mà thôi. Chứ Kim Jong Un không phải là kẻ ngu dốt các quý vị nha. Kim Jong Un không phải là kẻ ngu dốt giống như mình nghĩ, mập mập khùng khùng. Nó khùng khùng thì nó khùng thiệt, nhưng nó không có dốt. Nó có khùng khùng, nó có đe dọa, nó khùng khùng thiệt, nhưng nó không có dốt đâu. Nó không có dốt đâu, nó học trường đại học có thị sĩ đàng hoàng. À, nó không có dốt, nó tính toán ti lý lắm. À, các người biết là Kim Jong Un là đứa con trai út mà có thể nắm quyền được tới bây giờ, tồn tại đến ngày hôm nay, thì biết là Kim Jong Un đã quyết đoán và tính toán tỉ mỉ như thế nào, và biết đâu là cái mối đe dọa của mình, đặc biệt là Trung Quốc. Kim Jong Un rất là e ngại. Ban giao thì ban giao, nhưng Kim Jong Un rất là tính tỉ mỉ với Trung Quốc. Đó là ít có ai biết về Kim Jong Un. Nguyên không muốn làm cái đề tài của Kim Jong Un, nhưng mà đó là thật. Đó là thật về cái cách hành xử của Kim Jong Un với Trung Quốc. Kim Jong Un rất là giữ khoảng cách với Trung Quốc, giữ khoảng cách với Trung Quốc, và tuy rằng ban giao như vậy, nhưng bởi vì Bắc Triều Tiên có bay đâu ban giao nữa, có ai đâu ban giao, chỉ có ban giao với Trung Quốc thôi.
thì nhưng rất là giữ khoảng cách và để cho Trung Quốc không có tầm ảnh hưởng giật dây trong chính trị, nên các quý vị không có nghe cái gì tác động của giữa Bắc Hàn và Trung Quốc hết, vì Trung Quốc không làm được gì hết. Trung Quốc không làm. Châu Nguyên nói là thường xuyên là Trung Quốc đi gặp Kim Jong Un, Kim Jong Un không thèm đi gặp Trung Quốc bao giờ. Tới bữa nay cũng được là Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đích thân đi đến Bắc Hàn, chứ Bắc Hàn không thèm đi ngược lại đâu. Nó chảnh vậy đó. Kim Jong Un như vậy chứ chảnh lắm, chảnh lắm. Ngày xưa là gặp Bắc Trâm là nể rồi, Bắc Trâm mới nể đó, mới gặp Bắc Trâm. Chứ phần lớn các vị để ý này, Putin cũng vậy, là Putin phải bay bên bển Putin gặp, ít ít đi lắm. Đó là bản tin nho nhỏ về tình hình của thế giới mà đang sôi động, với cái tình trạng là thế giới có thể có nhiều cuộc chiến. Cái người giật dây chính là Trung Quốc đang muốn xúi giục có nhiều cuộc chiến để cho Mỹ phải đối đầu với nhiều mặt trận. Nếu mà Mỹ bước vào cuộc chiến thì Mỹ phải đối đầu với ba mặt trận lớn: vấn đề ở tại Trung Đông, vấn đề ở tại Nam Hàn và vấn đề ở tại Ukraine. Và để ba mặt trận này Mỹ phải bắt buộc phải bị liên lụy rất là lớn. Và đây là cũng có thể là cái bàn cờ chính trị rất là căng thẳng trong những ngày kế tiếp. Ngày nào còn có hòa bình thì chúng ta chúc phúc ngày đó hòa bình các vị ha. Ngày nào có chiến tranh thì chúng ta tính chứ Nguyên cũng không thể nào đoán được trước. Tình trạng bây giờ nó đang diễn biến một cách khá là phức tạp trên toàn cầu cả thế giới, và nhiều vấn đề nó có thể xảy ra trong vòng một ngày. Ngủ thức dậy sáng ngày mai mọi sự việc đều thay đổi hết, và cái điều đó là cái điều đáng lo. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì vẫn chưa thấy bất cứ một cái tín hiệu nào. Nhưng an ninh quốc gia, những cái quốc gia mà đang sôi động á, thì họ đã chuẩn bị sẵn. Nhưng tạm thời bây giờ thì chưa đến mức độ mà chúng ta phải lo lắng cái điều này. Đó là bản tin liên quan đến Bắc Triều Tiên mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật bản tin của Tổng thống Pháp đi. Tổng thống Pháp của Nguyên ngày hôm nay đó thì được cái biệt danh, người ta đặt cái biệt danh trên báo chí ngày hôm nay với cái biệt danh là Diều Hâu. Đó. Khi các quý vị có nhiều người cô chú anh chị em bác lớn nghe theo dõi chính trị thì các bác đã quen rồi, còn không ai mà không hiểu cái chữ diều hâu là gì đó. Diều hâu là ví dụ giống là con chim đại bàng vậy đó, hung dữ hung tàn. Ngày hôm nay người kêu là bây giờ cái người diều hâu nhất tại châu Âu chính là tổng thống Macron. Nguyên không biết ai đặt cái này, Nguyên cười bể bụng. Nguyên nói Macron tôi mà diều hâu cái gì, Macron tôi nó nhét cái hình chúng tôi vậy trời, mà không tôi mà diều hâu cái gì mà không tôi đang giả bộ làm diều hâu thôi, không hiểu rồi, mà không đang giả bộ làm diều hâu thôi chứ, mà không vì mà không biết được là chỉ có đi ngược hướng của người khác mới tạo ra sự chú ý chứ, mà không mà diều hâu cái gì, trời ơi là trời. Thì bữa nay thì báo chí nó kêu tại châu Âu bây giờ cái người diều hâu nhất, sẵn sàng cho cuộc chiến dữ nhất, không ai xa lạ, chính là má không. Adu, mấy người này có sai trái, có cái gì không đó, có lộn không, chứ mà không tổng thống của tôi mà, tôi biết, trời ơi, tôi biết tánh tình của ổng, tôi biết cách chính trị đường lối của ổng, trời ơi, ổng là gà mờ bà cố luôn, thay đổi lập trường giống như thay đổi chiều gió vậy đó, bữa nay gì ngày mai khác. Bữa nay thì tại vì sao, gần đây thì ổng có những cái lập trường cứng rắn với Nga, ổng có những cái lời nói với Nga cứng rắn, chúng ta có thể gửi binh sĩ, có gửi đâu. Mấy trước các vị nghe tin đồn, châu Âu NATO gửi binh sĩ hai tỉnh thành, có đâu. Nguyên nó có đâu. Tin gì đâu không à, Nguyên nó không có đâu. Nếu mà có binh sĩ NATO mà gửi đến Ukraine là chuyện không thể nào nhỏ được. Đâu có đâu. Toàn là chỉ cứ nói bằng miệng thôi. Pháp chỉ có nói bằng miệng thôi, chứ Pháp chưa bao giờ chứng minh bằng hành động hết. Pháp nói cái miệng thì hiện bây giờ nói dữ lắm. Hiện bây giờ Tổng thống Pháp đã kêu toàn châu Âu đoàn kết khai thác vũ khí, chế tạo vũ khí chung, làm đủ thứ hết, chứ không có làm cái gì đâu. Trời ơi, phải biết cái ông Tổng thống, thí dụ mà thời Sarkozy thì có à, ông Sarkozy như vậy đó, nhưng Sarkozy dám làm à, Sarkozy đánh chiến tranh liền à, Sarkozy là dám à, mà không thì không. Vì cái tánh tình một cái vị Tổng thống mình phải hiểu được cái cách chính trị và tâm tình của ông, mà không thì được cái lời nói giỏi giang, thuyết phục, ăn nói giỏi đó, khuôn bề ngoài bảnh bao, đó là cái điều mà ông giỏi thôi. Bữa nay ông được biệt danh là Diều Hâu. Một bản tin không vui
cho mấy bác ở Úc Châu vấn đề khủng bố đó. Không biết lý do tại sao mà cỡ này thế giới đen cù nhiều quá, dùng dao hành hung người trong trong mall market đó, trong cái nơi trung tâm mua sắm đó, đã làm 6 người đã thiệt mạng ở tại Úc. Vấn đề ở bên ngoài hôm qua Pháp cũng có, ở dưới Bordeaux Pháp cũng có. Ở cỡ này nhiều chuyện như lắm các quý vị, nhiều lắm. Cái vấn đề mà Nguyên không biết nữa, nó là khủng bố hay là tâm lý bị vấn đề gì đó. Ở Nguyên nói cái đầu óc không có thông, mà Nguyên sợ nhất là cái người đó không thông, sắc lục lâm cũng nặng, nguy hiểm lắm. Bây giờ người bình thường khó lắm. Căng thẳng quá, stress quá gì Nguyên không hiểu, về nhiều lắm. Bên Úc Châu là hiếm đó, Úc Châu là hiếm đó. Bữa nay thì báo chí ở bên Úc Châu, mấy bác Úc Châu là chắc là nghe cái bản tin này rồi. Tại Nguyên ít có khi nào cập nhật cái bản tin đó, Nguyên chỉ có nói sơ vậy thôi, chứ Nguyên ít có cập nhật những cái bản tin như vậy về vấn đề mà xả súng, về vấn đề ấy, cho nào những cái chuyện gì nó quá lớn thì Nguyên mới chia sẻ. Còn những cái chuyện thường đó bây giờ xảy ra thường lắm, ở châu Âu bây giờ như là ăn cơm bữa luôn, nước này bữa cái nước kia có, hồi là khủng bố, hồi thì bị điên tâm lý, đủ thứ chuyện gì có hiểu nữa. Nói tình trạng bây giờ cái vấn đề Nguyên nói là bất an là chỗ nào cũng có. Và giống như cái chỗ Nguyên ở nè, ở Nhật Bản này cái an ninh khủng khiếp nha. Cái phố Nguyên đang ở đây là cái phố, là cái khu này, cái khu ăn chơi nè, về đêm nè, mà cảnh sát lúc nào cũng đầy cảnh sát đó. Xe cảnh sát nhiều hoài, ăn nhậu nhiều lắm. Ở đây mấy ông Nhật Bản ăn nhậu say xỉn nhiều lắm. Rồi là an ninh ở Nhật Bản thấy gì chứ đông người như vậy, chứ mà an ninh cảnh sát là đầy. Ở Nhật Bản là họ bảo an ninh, xe cảnh sát nó chạy vòng 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 nhiều lắm, nó bảo vệ an ninh gì nó tốt, vì nếu không là nguy hiểm các quý vị. Trung Yên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên qua một thời gian dài. Cảm ơn sự hiện diện của các quý vị rất là nhiều, đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe những thông tin và cập nhật của Nguyên chia sẻ. Bye bye cô chú anh chị em, cảm ơn các quý vị nhiều. Cành me chùy lá hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân trường, đêm tháng sau mưa có là mẹ nhớ, đêm mưa nào tôi bỏ trốn quê hương. Em ở lại sắc hương tàn vẫn rũ, thời xuân xanh qua rất đổi vui. Em có khóc khi mỗi mùa thu tới, lá thu vàng rơi xuống tuổi điêu linh. Tôi vẫn chờ em một lời xin lỗi, dấu trong lòng từ buổi bước lên xe thờ. Tôi biết bao lần không dám cười, chuyện tình buồn năm tháng lớn khôn theo. Tôi vẫn chờ một chỗ đất chôn nhau, nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm, tôi nợ tôi mộng ước của ban đầu.
tôi ngại ngùng không nói, không dám đôi mắt nhỏ hơn ngây. Em đâu biết giữa cuộc đời giống tôi chỉ là một chiếc lá khô bay, đau nhức chảy theo dòng thơ. Tôi biết thu bồn ơi chẳng nước có còn chăng, tôi lần đần sớm chiều lo cơm áo, ngoảnh mặt nhìn bên cũ gió mưa răng. Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi, giấu trong lòng từ buổi bước lên xe. Thờ tôi biết bao lần không dám cười, chuyện tình buồn năm tháng lớn khôn theo. Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi, nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau, nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm. Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu. Tôi vẫn nợ em, vẫn nợ em, nhọc nhằn khuya sớm. Tôi nợ tôi